Dạ, chào con. Trời, con thích cô lắm luôn hả? Toàn là xem video của cô mà giờ mới được ấy. Hôm nay cô nói về chương trình bà con anh chị em chúng ta nên nêu cao cảnh giác về các những người mà đang lan tỏa chào cờ đỏ đang có phá anh em chúng ta đó con. Dạ. Cô giới thiệu về con đi. À, con chỉ là học sinh thôi à cô, nhưng mà nói chung là con cũng là học sinh, cũng không phải là đảng viên gì hết, nhưng mà con cảm thấy bức xúc trước mấy cái bọn Việt Nam Cộng Hòa có hay xuyên tạc rồi hả, bị dân mình hả toàn là đưa những cái thông tin sai trái về đảng với nhà nước và bác không à. Đúng rồi con. Thì cô á, cũng như con vậy đó. À, cô Duyên á, thì cô biết sẵn rồi, cô lúa mà nó lúa mà quê lắm, quê mà cô ít học nữa, tại vì sao mà con biết là cô lên trên mạng truyền thông này cũng như con vậy đó, là cô thấy con Emily rồi đạp đổ lăng Bác cái tự ơn cái lúc đó cô mới sanh em bé được có 7 tháng à, cái sao cái cô thấy cảm thấy xúc động, nó chạm vào đến trái tim, nó làm như đau gì đó, cô điên quá rồi cô đang mặc áo ngủ như con vậy đó, bay lên chửi luôn chứ đâu có biết gì. Mình tức quá cứ chửi làm nít chửi thôi, chứ mình không nghĩ sao mình không mặc đồ kín đáo để cho bà con người ta nhìn. Tại khi lúc đó mặc đồ ngủ rồi quay clip và đưa lên, mình nghĩ mặc áo con ở trong áo ngoài rồi bình thường chứ có gì đâu. Nhưng mà thật sự là cái clip đó làm như nó hơi kỳ kỳ, cũng nhìn lại nó cũng hơi quá xô hàng, quá xô hàng. Con hiểu không? Tại con mới ăn cơm xong á, tự nhiên thấy cái thông báo là cô đang online á, xong con vô luôn. Cảm ơn con, cảm ơn con ủng hộ cô Duyên. Theo con, theo hiện nay về cái lớp trẻ tụi con á, con thấy những người mà đang xuyên tạc về đất nước á, rồi tụi con trẻ như vậy đó, con có nghĩ về những người đó nói sai về đất nước mình vậy, rồi con có nghĩ gì, con có bức xúc gì không? Mấy cô mấy chú ở dưới đang ủng hộ, những người có tiếng nói dưới cũng đang nhìn con ủng hộ con á. Nói chung thì vấn đề là con cảm thấy là bây giờ đa phần con thấy những mấy người mấy anh chị dạ mà... nói chung thì là con thấy á, là ví dụ như là bây giờ cái nói đi con, nói đi con, nói đi con, nói bằng 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 cái như là mình nói bằng cái trái tim của mình. Con thấy thì là ví dụ là dân chủ á, dân chủ, nhân quyền thì đúng là ai cũng cần. Dạ. Dạ, con thấy dân chủ với nhân quyền á thì ai cũng cần, đúng là vậy. Mình là con người, mình cần dân chủ, cần dân quyền. Nhưng mà cái đây á là khi mình nói lên cái tiếng nói tự do ngôn luận của mình á, thì mình nên nói những cái điều ví dụ là nó có sự thật. Còn những cái gì mà cái bọn Việt Tân với Việt Nam Cộng Hòa nó nói á, thì con toàn thấy là hết 10 thông tin thì hết 9 thông tin là nó xuyên tạc. Xong rồi hả, nó đưa ra những cái thông tin sai trái, rồi đưa những cái thông tin mà không hề đúng sự thật. Để làm gì? Để tuyên truyền, để mị dân đến những cái người mà họ không biết được cái sự thật đó, để lôi kéo họ làm những cái hành động mà chống phá lại chính quyền, chống phá lại nhà nước. Ví dụ như nội cái vấn đề, nếu như Việt Nam Cộng Hòa họ nói là họ yêu nước, họ làm như vậy là bởi vì họ yêu nước. Vậy tại sao khi mà Việt Nam mình á kiện Mỹ về cái việc vụ việc mà dioxin chất độc da cam, thì thay vì cả nước những thành phần mà đang xuyên tạc về đất nước chúng ta đó, con hiện nay giờ có cái nhận xét gì con nói cho cô chú nghe đi, quá trời cô chú với ủng hộ con kìa. Nói đi con. Dạ, con nói là cái vấn đề hồi nãy, ví dụ là về cái chất độc dioxin ha, chất độc màu da cam đi ha. Nếu như bọn Việt Nam Cộng Hòa, những cái người mà đó, họ thực sự mà yêu nước á, đồng bào cả nước, và kể cả những cái người nhân cái sự độc của nó quá xảo trá, nó có một cái gì đó thực sự là quá mức xảo trá, làm cho người khác không thể nào mà chịu đựng được nữa. Cứ mạnh dạn lên con,
mấy cô chú ở dưới cứ mạnh như dạn nạn lên, không có sợ gì hết, cứ nói sự thật thôi con. Dạ tại mẹ mình con hơi yếu. Con thấy là không riêng việc đừng thả tim. Bé Bùi Nhi cũng cắt tiếng tiếng nói nhiều lắm anh chị em, mà lại mạng bên cháu yếu quá. Bùi Nhi con vô lại đi, gửi lời mời lại đi, cô Nhi mời lại con. Cô nói tại vì một tí nữa con vẫn phải đi học rồi, cho nên con đi học rồi, có gì hôm khác con nói lại like với cô và mọi người nha. Con đi học đi. À Bùi Nhi, cô Nhi nói nè, khi mà con lên like như vậy rồi thì bọn chúng nó sẽ viết tin nhắn hay là nhắn tin, nó hâm dọa hù con đừng sợ nha. Y như con Nhiên không có gì sợ hết, mình đang đứng trên luật pháp Việt Nam nha con. Mấy chú các chú bác ở hải ngoại một thân một mình mà dám đấu với tụi nó thì mình là con cháu mình học các bác các chú đó mình mạnh dạn lên con. Con cháu gọi đó. Rồi con cái gì con nói 5 phút đi. Con nói chuyện 5 phút với cô chú đi. Dạ con sinh năm 97, con học sinh năm 2 rồi cô. À, dạ con năm 97, hút 18 tuổi rồi, con bé học năm 2 rồi anh Chu Phan ơi. Cháu học được năm 2 rồi là cháu đủ nhận thức rồi anh Chu Phan, con học bên ngành gì con? Dạ con học ngành y. À rồi cô Nhiên cảm ơn con Nhiên rất là nhiều. Có một dạ học của cháu hiện nay giờ con có tâm rất là trong sáng, anh chị cũng tiếp sức cũng cắt lên tiếng nói để mà gửi đến tiếng nói đến cộng đồng bà con người Việt mình và trong nước và hải ngoại. Thì con nói đi, con gửi lời với cô chú bác 3 phút 5 phút gì con gửi đi rồi con đi học. Nói đi, nói tiếp vụ mà dạ con nói tiếp vụ hồi nãy đó. Vậy thì vấn đề thì con còn trẻ, con không có sống được trong chiến tranh như cô chú bác, con chưa từng trải qua những cái nỗi đau thương mất mát đó, nhưng mà ít nhất con là một người dân yêu nước, con có cái tình yêu nước thật sự, tình yêu nước nó xuất phát từ tình yêu đồng bào quê hương, từ những yêu những người thân thiết nhất của con, cho nên con thấu hiểu được thế nào gọi là yêu nước. Yêu nước là mình phải yêu từng cái những cái gì thân thuộc nhất bên cạnh mình phải bảo vệ nó đó, giống như nỗi cái việc về chất độc màu da cam dioxin hay những cái nỗi đau chiến tranh mà Mỹ đã mang lại cho mình, thì mình phải biết chống phá lại kẻ thù, chứ không phải á, là sau khi mà bước ra khỏi đất nước này, ra khỏi những tầm nhìn mới á, thì mình lại quay lại cắn quê hương đất nước của mình, quay lại để đạp đổ lên những cái nỗi đau, để chống phá lại những con người đã từng hy sinh tất cả chỉ để bảo vệ cho mình cái nền hòa bình ngày hôm nay. Cháu nói tiếp đi, con nói mà cô Duyên muốn xúc động luôn rồi. Cái tình yêu yêu quê hương của con rất là nặng giống như cô Duyên vậy á. Nói là thật ra thì nói là tim mà. Nói là quê yêu quê hương thì con còn quá trẻ, con chưa bước ra khỏi cái đất nước này nên con chưa biết thực sự như thế nào gọi là rời xa quê hương để yêu quê hương. Nhưng mà ông bà con á, ông con thì cụt một cánh tay, bà con thì găm mấy mẩu đạn ở trong chân. Ông ngoại con tới bây giờ vẫn còn bị những cái tác hại của chiến tranh để lại, cho nên con biết nỗi đau của chiến tranh nó rất là lớn. Sở dĩ tình yêu quê hương của con nó xuất phát từ cái tình yêu mà con dành cho ông bà, cho cha mẹ, cho những người thân thiết xung quanh con. Chứ còn nếu mà nói về tình yêu quê hương thực sự thì con cũng chưa cảm nhận được. Cái mà con cảm nhận được chỉ mới là tình thân thôi. Cho nên con cảm thấy nếu một con người thực sự có tình cảm thì họ sẽ hiểu được thế nào gọi là yêu quê hương, thế nào mới gọi là tình yêu quê hương thực sự. Chứ không phải là suốt ngày quay lại đảng thế này, đất nước thế này, con người thế này, cái này thế kia. Có bác đại tá luôn sự phi tràng quan hô con, bác về hôm rồi bác còn quan hô con rất tuyệt vời. Thì cô Nhiên cũng như con, tại vì cô Nhiên sanh sau chiến tranh đó con, cũng như con hiện tại thì cô cũng không có biết về chiến tranh mà
thì cô cũng yêu quê hương mình là gì, ông bà của cô cũng như ông bà của con thì hy sinh cho cái đất nước, chẳng có lương gì hết mà dẫn đi đánh giặc của người xâm lăng, giữ cái nền độc lập mà mình đó thôi mình nghĩ. Cái đó cô rất là trân trọng những cái tình mà các anh hùng liệt sĩ nằm xuống và cô bác đang những người mà gọi là bị thương tật các con, thương tật bị thương trên người đồ đó, cô như rất là quý cảm một cô bác ông bà, bởi vì khi mà dặn nó cô cũng có những cái chạm từ ái và cô bức xúc lên cô tiếp tục, cô cũng đã kìm nén được rồi con. Con nói tiếp đi, hôm nay có thầy giáo dọn cho con chiếc khen con nói tiếp cho cô bác nghe tình yêu thương của con như thế nào. Hôm nay cô bác mở rộng tầm nhìn một đứa bé biết yêu thương quê hương đó nè. Vỗ tay cả nhà. Cô bé là con ngại mà thật sự con một giống như con nói vậy đó, yêu quê hương, con chưa đi qua được chiến tranh, con chỉ là thế hệ sống sau chiến tranh cho nên con cũng chưa bước ra khỏi cái đất nước này, chưa bước ra khỏi cái vùng đất này nên con không biết cái gọi là yêu quê hương nó là như thế nào, tình yêu quê hương nó là ra sao. Con chỉ biết á là con yêu người thân thuộc xung quanh con yêu những cái mảnh nào mà khổ cực xung quanh con hả. Bây giờ con nhìn thấy Con nói giờ đi. ra đường á, hàng xóm nhà con gặp nhiều cái cô mà sống có một mình à, hỏi cô sao không có người thân, thì cô kể cho con là ngày xưa hả thời chống Pháp á, thời chống thời chống Mỹ á, thì hả chồng đi chống đi chiến tranh, mỗi lần chồng về á thì kiểu như là quay hàng xóm xung quanh đó mà có con có chồng mừng lắm. Cô không biết được xác, cô ấy đi tìm xác ở miền Trung hả, tìm hết từ năm này tháng nọ. Cô nói cứ tưởng đâu mình đã bất hạnh, có nhiều người bất hạnh hơn. Cháu mất con gái lẫn con trai chứ không phải mỗi chỉ mình con trai như là cô. Chứ bây giờ già rồi, tám mấy tuổi rồi, tối sáng nào cô cũng thấy cổ bà cầm sách ra ngồi đọc, mỗi lần bà đọc sách bà xem hình của ông bà lại hứa nước mắt, tấm hình mà con thấy bà cầm mà nó mờ tới mức mà chỉ còn nhìn thấy được cái vết trắng đen thôi chứ nó không có nhìn thấy được mắt mũi nữa, mà bà vẫn nhiều lúc bà vẫn cầm tấm hình mà kẹp trong quyển sách. Nhớ con nghĩ sao mà tình yêu quê hương nó đơn giản, nó đơn giản tới mức là nó chỉ là tình cảm vợ chồng, tình cảm con cái, tình cảm cha mẹ chứ nó đâu có lớn lao gì đâu. Nhưng mà bởi vậy con cũng mới đến với cái, con chỉ mới gia nhập vô cái việc mà chống lại cái bọn phản động cách đây khoảng một năm thôi, tại vì vô tình con lên Facebook con thấy bọn nó đăng những cái bài mà xuyên tạc về Bác Hồ, xuyên tạc về những cái người anh hùng giống như chị Võ Thị Sáu, chúng nói là chị là bị điên này nọ rồi hả. Đúng rồi. Nhiều lúc con nghĩ tại sao nó không nghĩ tới những cái người đó, họ có thể có một cuộc sống bình thường, họ có thể làm được những cái điều mà người khác làm, ví dụ như là có thể theo giặc đi, tại sao họ không theo, nhưng mà cuối cùng họ lại chọn là những người chiến sĩ, là những con người làm lên những nghĩa cử cao đẹp, họ hy sinh bản thân mình, giống như người đó họ hy sinh cái bản thân mình, dùng xương dùng máu dùng cả cuộc đời của mình đổi lấy, tại sao ba mẹ sinh họ ra họ cũng có quyền sống như bao người khác, nhưng mà họ lại không chọn quyền sống, họ chọn cái quyền chết, họ quyền quyền chết đi để làm gì, chỉ để đổi lấy từng tấc đất, đổi lấy từng mạng sống của mỗi người khác. Dạ. Nhưng mà cuối cùng hả, ngoài cái sự vinh danh đó, họ lại bị sỉ nhục bởi chính đội trên đội lốt là yêu nước, là dân chủ. Sao con mới nghĩ tới hả?
lúc trước thì con cũng chưa ghét Việt Tân lắm, nhưng mà cái khoảng thời gian mà người ta đồn thổi là Việt Tân đồn là này ngọ kia thì con nghĩ là, tại vì thật sự á, thì con cũng không thích cái đảng bây giờ, nó chính xác là con không thích, tại vì có nhiều cái bất cập cho nên con cũng không quan tâm tới Việt Tân. Nhưng mà những mới cái năm 1 năm gần đây á, con cảm thấy thật ra thì vấn đề gì cũng có lửa mới có khói, không đơn giản mà con người ta ghét Việt Tân tới vậy, không đơn giản mà người ta ghét những kẻ lưu vong tới vậy. Cho nên dạo này thiệt là bữa nào con cũng thức tới 1-2 giờ sáng chung với lại mấy anh em ở trong cái group kia kìa, trong cái trang kia kìa, cãi nhau với cái bọn bọn như mình nói là gọi là ba que đó cô. Tụi nó nói rất là cãi, rất là cùn, khi mà nó cãi lý lẽ không lại thì nó sẽ cãi cùn, cãi chày, cãi cối với mình những cái vấn đề mà, nói chung là nhiều lúc con cảm thấy rất là bức xúc, con phải chửi thề, con nói thật nó ở trước mặt con, chắc con không biết làm gì nó luôn á, chắc đập đầu giọng đầu vô tường với con cũng phải làm vậy luôn á, chứ không thể nào đứng bình tĩnh đi nói chuyện với nó được nữa. À, hầu hôm cô Nhiên thức tới 4 giờ sáng thì cũng vì tụi nó. Thức đêm, cô Nhiên thức đêm cũng vì tụi nó. Những cái gì, những cái tình yêu quê hương và chân thật, mà những cái lời con nói sớm giờ cô chú bác, ông bà ở dưới nghe rất là xúc động. Con thấy những cái bình luận của cô chú bác đang khuyến khích con, đang ủng hộ con. Và những lời của con nói ra dứt khoát mà tặng cái trái tim của con nó chạm đến cái mà cái xúc động của cô cũng như các bác ở dưới, thì con thấy rồi, như cô mà chỉ giỏi thì sao mà nó nói là bệnh tâm thần thế này thế kia. Thật sự lúc đó thôi là cô Nhiên, là hôm này cô Nhiên cũng đi vòng qua một đoạn đó để đăng những cái bài đó, cô có chụp lại rồi nó để sáng mai cô đăng lên, mà cô chưa đăng. Nói tiếp đi con. Nhi, con nói tiếp cho cô bác nghe đi con. Con nói rất là hay. Thêm cái việc là cái suy nghĩ của con về cái việc mà tụi nó nói về cái chuyện mà chiến tranh biên giới 75 với lại tàu, với lại cái việc mà tại sao lúc trước mà khi mà Trung Quốc nó lấy vàng quan ra mình đó, mình không chống trả quyết liệt. Theo suy nghĩ riêng của con nha, con cảm thấy là Trung Quốc nó là một đàn anh, nó là một đất nước, nó là, gần như nó là một đế quốc lớn luôn rồi, mình chỉ là một đàn em nhỏ trong khu vực thôi. Con người á, ai cũng muốn có cái tôi của mình đúng không, cái dân tộc mình cũng muốn có cái tôi, cũng muốn đánh đánh trả, cũng muốn chiến đấu. Nhưng mà thử nghĩ đi, nó là một cường quốc, là một nước mà có quân sự, có kinh tế gần như là nhất nhì thế giới, còn mình quá nhỏ bé, mình cũng chỉ có thể là lên tiếng phần nào đó để đòi lại cái danh dự cho mình thôi. Chứ còn như mà tụi nó nói là phải xách súng ra xong rồi lấy lại bác ra bắn, tới lúc đó khi mà chiến tranh nổ ra ai là người chịu đau thương mất mát. Vì lúc bọn nó cứ nghĩ là cái chuyện gì cũng giải quyết bằng vũ lực vũ trang, xong rồi cứ đánh nhau vãi ra, sao mà bọn nó không nghĩ đến sau khi mà nếu mà thật sự mình cứng đầu để đối kháng lại với Trung Quốc thì lúc đó người nào là người chịu nỗi đau này, ai sẽ là người chịu nỗi đau của chiến tranh, Người đơn dân mình giản là con. ai sẽ là người chịu nỗi đau chiến tranh, là con. Người chịu nỗi đau chiến tranh trực tiếp là chính chúng ta, là con, là cháu, là thế hệ sau này của con. Mình có thể nhiều trường hợp người ta nói lấy nhu chế nhu, lấy cương chế cương, con cảm thấy nếu như á mà mình có thể giống như hồi đợt vừa rồi, mình nếu mà mình giải quyết với Trung Quốc bằng một cách là đối kháng xung đột trực tiếp, lấy hành động vũ trang để chống lại nó, thì liệu bây giờ mình có sống những mấy năm hòa bình như vậy tiếp tục được không? Tụi con có thể đi học mỗi ngày được không? Em con có thể đi học mỗi ngày không? Ba mẹ con có thể thức dậy mỗi sớm bình thường như ba người khác không? Không, không bao giờ có chuyện đó đâu. Tại sao mình không thể lại không giải quyết hòa bình giống như hồi đợt rồi mình vừa giải quyết để được như bây giờ? Nhưng mà nhiều lúc á, bọn Việt Tân á, bọn Aue đó, nó nói lại, nó lại kêu là mình bán cho cộng sản, rồi bán cho Trung Quốc, rồi bán nhiêu tiền, rồi bán đất, bán đai, rồi bán đảo, rồi bán tùm lum tùm la hết trơn đó. Xong rồi con nhiều lúc con phải chửi thề luôn, mày có nằm dưới gầm giường tao sao mày biết hay vậy, sao biết bán hay vậy. Rồi cái việc như là gạt ma hôm bữa, cái vụ mà gạt ma hồi hôm ngày 14 tháng 3,
Con cảm thấy đúng là lịch sử Việt Nam mình á, họ còn sai ở cái chỗ là họ bất cập ở chỗ là họ chưa đưa vào đúng những cái phần mà nó khuất sau cái lịch sử. Cho nên bọn Ba Quen nó mới có cái lý do của nó để mà nó xuyên tạc, để mà nó thay đổi, tại vì mình không đưa vào cho nên nó có cái lỗ hổng cho nên bọn nó mới xuyên tạc được. Nhưng mà thật sự ra con người nào chả vậy, con người nào mà chả muốn tốt khoe xấu che đúng không cô? Giờ con đẹp cái gì con mới khoe chứ, giờ con xấu con có đi khoe không? Cũng giống như Việt Nam mình thôi, họ muốn khoe những cái chiến thắng, những cái vinh quang, còn những cái xấu có thể là họ che khuất đi thiệt, nhưng không có nghĩa là khi mà họ che giấu thì có nghĩa cái đó là những cái tổn thất, là những cái mất mát thôi, chứ chưa chắc là họ che giấu là bởi vì nó xấu xa, bởi vì nó tàn ác. Dạ Cái đó con không phải là gái miền Tây đâu, con là người miền Nam. Thật ra thêm một cái vấn đề mà con ghét bọn Ba Que là phân biệt vùng miền, miền Bắc miền Nam, con cực kỳ ghét luôn. Ghét một phần là tại vì trong máu của con, mẹ con là người Bắc, bố con là người Nam, cho nên con sinh ra và sống lớn lên ở Sài Gòn, cho nên con rất là ghét cái việc mà kỳ thị. Thêm cả một việc nữa, ngày xưa Pháp nó phân chia nước ta làm ba miền Bắc Trung Nam, kỳ để làm gì? Phân chia để trị, thực hiện chính sách ngu dân để trị mình. Vậy mà cuối cùng sao, dân mình như giờ như thế nào, lại bị lọt vào trong bẫy của bọn nó, lọt hố vào trong cái bẫy của bọn nó để làm gì? Để bọn nó chia mình ra để trị, chia mình ra để trị, để làm cho mình ngu mờ đi, để cho mình không có còn cái tự đồng đoàn kết dân tộc. Vậy mà sau khi á, đánh đuổi được giặc Pháp, đánh đuổi được đế quốc Mỹ, cuối cùng vẫn còn có những cái con người á, mà chậm phát triển trí tuệ, vẫn còn có cái suy nghĩ cổ hủ lạc hậu, mà cứ suy nghĩ quá mức cổ súy, phân chia vùng miền người này người kia. Con nói thật, cả cái đất nước này á, gốc gốc tổ ban đầu của mình nó cũng chỉ là người dân giao chỉ luôn, mình ở miền Nam này cũng chỉ là người Bắc ngày xưa vào trong đây khai hoang phá đất, phát triển kinh tế chính trị mở làng, bởi vậy mình cũng chung là một dòng một máu. Mà tại sao mình phải phân chia nhau ra, rồi phải chia rẽ đoàn kết dân tộc của mình ra để làm gì? Để lọt vô âm mưu của cái bọn đế quốc hả? Tại sao mình ngu vậy? Mình có nhận thức mà tại sao mình còn không biết suy nghĩ những cái vấn đề đơn giản nhỏ nhặt như vậy nữa, mà còn hả phải bị bọn chúng lừa gạt như vậy? Con không hiểu nổi sao nữa. Nhiều lúc con nghĩ không biết tụi nó ngu thiệt hay là tụi nó giả ngu nữa. Cả nhà hôm nay là thấy trong lớp trẻ của người Việt Nam mình nhận thức cực kỳ hay ha, hay hơn. Nói tiếp đi con, hôm nay là cho con tới 2.000 điểm luôn, một bữa thì tới có 1.000 thôi, bữa nay cho con 2.000 luôn, cô bác cho 2.000 luôn rồi, 2.000 lép, bà Dạ cho 1.000 ơi. lép, cô cho 2.000 lép luôn. Hôm nay thôi Hay cô à, Nhiên những với việc lại con cô nói bé trò chuyện tiếp đi. Cô Nhiên trò chuyện với cô bé đi, tại à, vì con đi con tới học đi giờ cũng cô phải đi học rồi á. Dạ. à, có Con gì thì cô hôm bé nào đi thì tham gia chương cô. trình với cô chia sẻ gì con ấy cho con tại con chào con Dạ cô Nhiên kết bạn với con nha. rồi rồi cô Nhiên gặp lại với con à, anh chị thấy không bé chuẩn bị đi học rồi mà còn tham gia cái chương trình như vậy thì cái gì tại sao một đứa em một đứa cháu